Chào anh chị và các bạn. Trong thời gian vừa qua thì có rất là nhiều anh chị và các bạn đặt hàng cái dòng máy cắt mini và lưỡi kia hợp kim Senka, nhưng mà bên cửa hàng bảo là hết hàng, hiện tại là hàng về rất là nhiều. Hôm nay bảo sẽ tiến hành giới thiệu đến anh chị và các bạn cái dòng máy cắt và dòng lưỡi hợp kim Senka. Dòng máy này thì như video lần trước là bảo đã giới thiệu và review về cái công suất của nó, thì nó là sản xuất tại Malaysia, công nghệ của nó là Malaysia, sản xuất và lắp ráp tại Trung Quốc. Công suất của nó là 1200W, xài lưỡi 180mm. Bây giờ bảo sẽ tiến hành khui máy. Đây là một phiếu bảo hành chính hãng 3 tháng nha anh chị và các bạn. Nhiều người bán thì người ta kêu là bảo hành 6 tháng hay là 12 tháng, nhưng mà hiện tại là đây là cái phiếu bảo hành là kèm theo của máy của công ty là nó đúng 3 tháng thôi anh chị và các bạn. Bên trong máy thì gồm một sách hướng dẫn sử dụng, một khóa mở lưỡi và một cặp thang xích cua. Như lần trước bảo là giới thiệu đến anh chị và các bạn và giới thiệu các gỗ cắt sắt bằng cái lưỡi đá này, nhưng mà hôm nay bảo sẽ tiến hành cắt sắt bằng cái lưỡi hợp kim đa năng này xem như thế nào. Đây cái dòng lưỡi hợp kim Senka chính hãng nha. Đây về cái phần thông số của nó là đây. Vòng tua của nó là 5.500 vòng trên 1 phút nha anh chị và các bạn. Trong khi cái con máy của chúng ta là chỉ có 5.200 vòng, nên về cái chất lượng cắt của nó thì nó dư tải, nên là không sao. Nhiều anh chị hỏi là có dư tải có bị gì không, nhưng mà dư tải thì về cái phần làm việc của nó thì rất là ổn định nha. Bây giờ bà sẽ tiến hành gắn và cắt thử xem cái chất lượng nó như thế nào. Chúng ta về mà gắn không vừa, chúng ta có đây có hai mặt là chúng ta lệch mặt, là nó gắn vào vừa khít nha anh chị và các bạn. Đây còn cái vòng tua này, cái mặt răng thì chúng ta gắn theo cái chiều máy quay. Đây mặt răng này nó hướng theo chiều máy nha. Bảo lật lên nha anh chị và các bạn xem. Đây mặt răng này chúng ta gắn vào này, nhiều anh chị gắn ngược là cắt là nó sẽ hư lưỡi đấy. Chúng ta mở ốc ra thì chúng ta vặn theo cái chiều quay, còn siết vào thì chúng ta vặn ngược theo cái chiều quay của máy là được. Bây giờ bảo sẽ tiến hành cắt thử xem như thế nào. Cắt lần một và nhẹ nhàng nhé chị, đó là bạn cắt lại tiếp một lần thử xem như thế nào nha. Bây giờ bạn sẽ tiến hành cắt sắt V xem nó như thế nào. Sắt V thì cũng tầm cái máu rất là nhanh và nhẹ nhàng. Đây bảo để tiến hành cắt lại thêm một lần nữa.
để anh chị kiểm chứng về cái chất lượng của cái lưỡi này. Hiện tại là cái lưỡi CK này bên Bảo đang bán với cái mức giá là 430.000 nha. Còn cái con máy này là Bảo như video được trước Bảo đã giới thiệu rồi, Bảo đang bán với mức giá là 950.000 là chưa ship nha. Anh chị nào mà có nhu cầu thì có thể alo. Bây giờ nhiều anh chị á là thắc mắc là bên trong cái phần máy này là chất lượng bằng đồng hay là bằng nhôm. Bây giờ Bảo sẽ tiến hành khui máy để cho anh chị và các bạn kiểm chứng nha. Bạn sẽ tiến hành tháo máy cho anh chị và các bạn xem. Đây về phần bên trong ruột thì ruột rất là to nha anh chị và các bạn. Rất là lớn. Đây phần sa to thì dây đồng rất là to, quấn rất là chắc chắn. Còn Bảo sẽ tiến hành kiểm tra xem nó đồng hay là nhôm nha. Nhôm mà chúng ta cạo là nó ra màu trắng nha. Đây. Đây chứng tỏ là đồng 100% nha. Ruột cũng vậy thôi. Hiện tại bên Bảo đang báo với cái mức giá rất là rẻ rồi, nhiều anh chị là phải bảo bớt nhưng mà giảm chút định để ship xa, nhưng mà Bảo giảm hết mức có thể rồi. Nhiều anh chị xa thì Bảo nhiều lúc cũng có thể hỗ trợ một ít. Nếu mà anh chị nào mà muốn mua sản phẩm hay là đặt hàng về cái dòng lưỡi hợp kim này thì có thể liên hệ với Bảo bên cái số hotline bên trái màn hình Bảo Bảo để. Còn nếu mà ai mà có nhu cầu hỏi về nhiều mặt hàng máy khác thì có thể nhắn tin qua Facebook, Zalo, cái số điện thoại của Bảo luôn. Bây giờ Bảo xin kết thúc video tại đây.